mới ra đời nhưng giai điệu vàng thu hút rất là nhiều tình cảm của đại trình khắp các nơi. Ca khúc Bolero thật là hay cũng như là có những giai điệu đẹp. Một cành hoa em khai mãn khóc, anh đưa em qua quãng đường. Đây là một chương trình rất là đáng xem và rất nhiều ý nghĩa. Ta thương nhau xây dựng từ âm thanh trái sáng tới còn hoàn tráng. Ta yêu người, ta yêu nàng. Bài hát này khi mà mới ra đời thì ca sĩ Giao Linh là người đầu tiên và người thứ hai là Thái Châu. Đây là lần đầu tiên Đan Trường được tham gia chương trình này. Hôm nay kính mời quý vị nhớ đón xem chương trình Giai Điệu Vàng. Chương trình Giai Điệu Vàng. Chương trình Giai Điệu Vàng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh TV Star. TV Star, SCTV 11.